sẽ đọc cho mọi người nhé. Phiên tòa sự sắp diễn ra cũng cho lộ cơ hội lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. Mr. Trump's upcoming criminal trial is great opportunity for Mr. Biden election campaign. Okay. Trước đây, cựu tổng thống Mỹ đã sử dụng 4 cáo trạng hình sự. Previously, the former U.S. president used for criminal indictment như một quân bài truyền thông để khởi động lại chiến dịch tranh cử. As a medical card to restart his election campaign, để khởi động lại chiến dịch tranh cử sau thất bại trước đối thủ Joe Biden. His election campaign after losing to rival Joe Biden in 2020. Dù quân bài này được xem là một con dao hai lưỡi. Although his death card will consider about to add the squad. Câu hỏi đặt ra bây giờ là tổng thống Trump. The question now is whether Mr. Trump can continue his tradition and take it in the context. Trong bối cảnh như sao pháp lý Dương Như Hải đang hướng về phía ông, seem to be pointing towards him. It is upcoming criminal trial in his great opportunity for Mr. Biden action campaign. After former president, phiên tòa sự diễn ra cho một cơ hội lớn cho sự tranh cử của ông Biden sau phiên tòa của cựu tổng thống đối ngũ. Vận động tranh cử của ông Biden đã lên án gay gắt đối thủ ông Donald Trump. Thậm chí nhiều người trong đảng vẫn tiếp tục ủng hộ cho cựu tổng thống Nam Carolina Nikki Haley. Even many in the Republican Party continue to vote for former South Carolina Governor Nikki Haley, even though she withdrew from president campaign. Some polls show that a mass of non-Republican voters who did not vote for the former president because of his legal problem. Mặc dù bà đã rút khỏi chiến dịch tranh cử, một số cuộc thăm dò cho thấy một khối lượng cử tri trung thành của đảng sẽ không bỏ phiếu cho cái người này vì e ngại những vướng mắc pháp lý. Câu hỏi đặt ra là bây giờ liệu ông có thể tiếp tục chiêu thức truyền thông? The question now is whether Mr. Trump can continue with tradition many tactics in the context của mình trong bối cảnh lưỡi dao pháp lý dường như đang hướng về. Many tactics context ra thì illegal black seem to be pointing to what he